Một bạn nói là thưa thầy nhà em có con nhỏ dạo này khi bố bế bé, bé thì rất hay quấy khóc. À, bố bé dạo này lại thường đi đánh cá ở những sông ở bên cạnh đền chùa. Vậy cho em hỏi liệu việc đi đánh cá ở gần đền chùa có bị nặng vía hay làm sao để phần về vật tâm linh không ạ? Đương nhiên thì nếu như là người cha người mẹ mà làm những cái nghề sát sinh thì nó cũng sẽ ảnh hưởng bởi vì khi đi làm những nghề sát sinh thì à, cái tâm lý cái uh, cái tinh thần hoặc là cái nó cũng bị nhiễm cái sự vô hình vào trong cái người cha người mẹ nếu như người cha người mẹ làm những điều thiện thì xung quanh nó giống như từ trường nó phát ra những điều thiện và nếu như làm những cái điều sát sinh thì xung quanh từ trường nó cũng sinh ra những cái rất là ghê ghê, giận dợ như kiểu sát sinh như chúng ta vậy chúng ta gặp những cái kẻ gọi là À, ác nhân thì tự nhiên Là chúng ta đã có một linh cảm khác Mà đứa trẻ con ấy, Nhất là đứa trẻ con mà khi có người lạ vào Mà không thương yêu nó Nhìn nó với cái này cái khác Là bắt đầu nó cũng khóc rỡ đi. À, Mặc dù nó không có khả năng phán đoán Nhưng trong nó có một cái linh cảm Linh giác nào đó Vậy thì khi nếu như người cha người mẹ Làm nghề sát sinh đấy, Đánh cá hàng ngày sát sinh Tiếp xúc với những cái, cái Những cái việc mà mình bắt Rồi là đánh bắt rồi là làm những cái việc sát sinh như vậy thì trong người mình chúng nói vui là nhiễm từ nhiễm những cái từ tính và cái từ tính này của mình này từ tính sát sinh thì nó có ảnh hưởng về mặt sinh học đến cơ thể đến người cha người mẹ cho nên khi động đến một cái thì những đứa trẻ gọi là nhân di sơ tính và những đứa trẻ các em có linh giác của nó rất là nhạy mà khi nó có cái cảm giác mà không an lành ví dụ như chúng ta hay đi bắt cá hay đi sát sinh thì đối với những con cá nó cũng linh cảm chúng ta không an lành à. có những người mà đi làm nghề giết chó đi đâu coi như đến đâu bị chó sủa à. chứ không phải đùa đâu à, tôi cũng quen tôi cũng nhiều khi ngày xưa chúng tôi ở Sông hòa đi với một người và tôi đi với một người thì tôi cứ đi đến sát nhưng miệng có chó nó cũng chẳng sao nhưng có người đi từ xa bắt đầu nó đã sủa rỡ. một con đàn chó nó cứ đuổi theo nó cũng sủa thì như vậy bỏ chắc là ông à, nhà ông hay 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 giết chó đúng không bảo đúng rồi nhà tôi cũng trước đây hay giết chó như vậy thì khi chúng ta làm một cái nghề gì đó nó cứ tiêm nhiễm những cái tần số vào trong cái cơ thể chúng ta Đấy, nó nhiễm nó gọi là nhiễm từ ví dụ như chúng ta là à, làm cái nghề từ bi thì con người chúng ta như cục nam châm hấp thụ những cái gì tinh hoa những cái gì từ bi những gì nương thiện nhưng chúng ta làm điều ác thì trong chúng ta cũng nhiễm những cái từ đó vậy thì à, à, bố các bạn à, cái cháu bé này hay đi là sát sinh hay đi đánh cá để đánh cá ở đâu cũng vậy, kể cả đình chùa, chưa kể là những cái nơi mà cạnh đình chùa người ta hay nằm lễ phóng sinh, những cái nơi mà người ta bắt được cái cá hoặc là những cái thủy sản nên người ta ra cái cạnh đấy người ta phóng sinh, thì những cái một đằng thì cứ nguyện phóng sinh cho những con vật đó, một đằng thì để đi bắt thì chúng ta cũng có cái gì nó ngược nhau. Trước đây chúng tôi cũng đi làm, cái đạo tràng cũng hay ra bờ sông à, làm có khi có đợt họ phóng sinh đến hàng mấy ta cá ra sông hồng Thì cuối cùng là dần dần cứ quen ở cái chỗ đấy thâm mấy cái ông thuyền trài ông cứ đứng ở phía dưới ở trên thì mình đổ cá xuống sông mới xong ở bên dưới nó là bắt toàn lưới sẵn ở dưới dưới cách đấy khoảng mấy trăm mét thế là nó lại à, bắt uh, nó lại hứng lưới nó bắt thì như vậy nó cũng là đánh bùn sang ao cho nên là ở đây thì chúng ta thấy rằng là khi nếu như bố mẹ làm được cái nghề gì đó nó có ảnh hưởng nhân quả đến con cái sau này cho nên là muốn khắc phục cái này như bạn phải à, về à, vía viết thế này thế khác đấy. thì tôi là cái vía hay không nó phụ thuộc vào cái hành vi của chúng ta khi hành vi của chúng ta làm đến như thế nào thì nó tạo nên cái vía của người đó có những người nào đi đến đâu ấy, thì trẻ con cũng quý mến à, nhìn đấy coi đi trẻ con bế trẻ con nó cũng rất dễ theo nhưng có người đi bế trẻ con đấy cứ bế cái là nó khóc rỡ à, Thì người ta gọi là nặng vía nhưng cái vía đấy là do gì hàng ngày chúng ta tích hợp lại những cái cảm xúc những cái việc làm của chúng ta để nó tạo thành chung quanh chúng ta có những cái hào quang có những có những cái hào quang tỏa ra siêu hình chúng ta không nhìn thấy nhưng mà đối với linh giác nó vẫn có làm điều thiện thì nó sẽ tỏa ra cái hào quang và thiện nhưng mà cái làm điều ác thì nó tỏa ra những cái khí uh, những cái ám khí mà nó cũng không hay lắm nó làm cho à cho nên là trong ngay cả y học cũng vậy thôi có người người ta gọi là cái tay bốc thuốc ấy, cùng một cái vị thuốc đưa như nhau nhưng có người bốc thuốc thì nó lại kh... nhanh khỏi nhưng có người bốc thuốc không khỏi đấy, nếu có vị nào không tin cứ khỏi những cái ông lương y mà xem là cùng mà đưa một cái thang thuốc như nhau có người bốc thuốc vào cái tay này sắp mát ông này bốc thuốc khỏi nhanh khỏi nhưng ông kia bốc không khỏi Thì ở đây nó cũng có một cái gì đấy à, siêu hình ở chỗ là mỗi một con người ra chúng ta tỏa ra cái năng lượng sinh học xung quanh chúng ta và cái năng lượng sinh học này nó tác động đến môi trường xung quanh mà nhất là các trẻ em nó rất là nhạy vậy thì chúng ta trong trường hợp này khi mỗi lần ông bế nó khóc chứng tỏ là cái tần số sinh học của ông này làm nhiều hàng ngày đi làm cái nghề sát sinh chưa kể cái mùi tanh hôi đó nhưng mà cái nghề sát sinh ấy, nó cũng cái ảnh nó tiêm nhiễm vào trong cái tần số của cái người bố này cho nên là bến khóc vậy thì muốn cải thiện bằng cách nào là chúng ta làm thiện nguyện thôi chúng ta đổi nghề thôi thế nhiều người bảo tôi đổi nghề thì nó gì tôi sống một cuộc đời của tôi ngày xưa đến giờ sống bằng uh, bằng nghề đánh bắt thì bây giờ không đánh bắt nữa thì bằng gì thì người ta cũng có người có khi buộc lòng phải đánh bắt nhưng người ta vẫn có làm những thiện nguyện hoặc là làm việc này việc khác để bù lại ví dụ như là chúng ta làm việc a việc b việc c thì chúng ta sẽ có tiền nhưng mà tiền ấy chúng ta cũng sẽ làm để chuộc lại bằng cái việc thiện nguyện khác thì nằm à, ở cầu cống làm đường xá làm trường học làm đi cứu đời thì cái đấy nó cũng trừ đi những cái phần nào mà cái phần mà chúng ta làm cái nghiệp sát sinh thì tùy theo thôi bởi vì nếu như bạn mà không thay đổi được nghề thì bạn phải chấp nhận bạn vẫn cứ nghề sát sinh để sống thì mình phải chấp nhận những cái nhân quả nhân duyên À, những cái hậu quả so sát sinh nó sinh ra Thì chúng ta phải chấp nhận thì có sao đâu Ví dụ tôi à, tôi giết người Thì chấp nhận khi nó giết lại mình Thì mình vẫn vui Nhưng mà khi nó giết lại mình thì mình kêu khóc Thì cái đấy là mình khổ Cho nên chấp nhận làm bất kỳ một cái gì đấy trong xã hội Mình thấy cái nhân quả của nó Mà mình chấp nhận Hôm nay mình làm cái điều gì xấu Mình phải khẳng định rằng Sao nó cũng sinh ra hậu quả xấu Chấp nhận điều đó thì mình mới nên làm Còn một mặt thì mình vẫn cứ thích làm điều xấu nhưng mà mình rất thích là ra cái quả ngọt ra cái nhân tốt thì cái đều nó không có được vậy thì ở trong trường hợp này ông bố muốn một là có hai cách không bế con nữa bởi vì, vì bế nó nó khóc hai là ông đổi nghề Không có làm cái việc điều thiện thì cái đấy nó chỉ có cách ấy thôi chứ còn chả có cách nào khác được là có nghĩa là ông cứ làm sát sinh rồi ông cứ muốn để cho con bế con để cho con nó vui thì cái đấy thì hai cái nó ngược nhau thì hai con đường này nó không trùng nhau để cảm ơn bạn